huấn luyện viên Pep Guardiola dọa rời bỏ Man City. Huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định chỉ tiếp tục dẫn dắt Man City nếu các cầu thủ tìm lại niềm đam mê, quyết tâm và thể hiện thái độ đúng đắn. Từng cùng Barca vô địch La Liga 4 lần liên tiếp khi còn thi đấu chuyên nghiệp, Guardiola hiểu được việc các cầu thủ Man City không còn khát khao và sự quyết tâm như những mùa trước. Ông đoạt danh hiệu từ năm 1990 đến 1994, bị truất ngôi 3 năm sau đó, rồi lại vô địch 2 lần liên tiếp năm 1998 và 1999. Tôi vô địch La Liga 4 lần liên tiếp, và mọi thứ thay đổi ở mùa thứ 5. Tôi không đủ khát khao, Guardiola nói hôm 21 tháng 1 trong buổi họp báo trước trận gặp Wolves ở vòng 21 ngoại hạng Anh. Real truất ngôi chúng tôi ở mùa đó. Tôi hiểu cảm giác của các cầu thủ, nhưng tôi ở đây để ngăn chặn điều đó. Guardiola dẫn dắt Man City từ năm 2016, giúp câu lạc bộ vô địch ngoại hạng Anh 4 lần vào năm 2018, 2019, 2021 và 2022. Không thể phủ nhận Man City đã làm tốt như thế nào, sự nhất quán khi chơi ở đẳng cấp cao nhất, làm nên lịch sử ngoại hạng Anh. Nhưng đó là quá khứ. Huấn luyện viên Tây Ban Nha bình luận về thành tích của Man City sau trận thắng Tottenham 4-2 hồi giữa tuần. Guardiola chê cầu thủ thiếu nhiệt huyết, còn người hâm mộ không ủng hộ câu lạc bộ. Huấn luyện viên 52 tuổi còn gặp chủ tịch Khan Al Mubarak chỉ vài phút sau buổi họp báo. Khi được hỏi về buổi gặp mặt này, Guardiola ám chỉ khả năng từ chức huấn luyện viên trưởng của Man City nếu không giúp các học trò tìm lại sự khát khao và quyết tâm. Ngài chủ tịch hiểu cảm giác của các cầu thủ, ông nói tiếp: "Tôi muốn tiếp tục gắn bó với Man City, nếu không tôi đã không gia hạn, nhưng nếu tôi đánh mất đội, đánh mất điều gì đó, tôi không thể ở lại." Guardiola tiếp tục kêu gọi Man City phải tiến lên phía trước. Những bàn thua mà chúng tôi tự mắc sai lầm như bàn thua thứ hai trước Man United là không thể chấp nhận được. Người hâm mộ muốn thấy màn trình diễn như hiệp 2 trận gặp Tottenham nhiều hơn. Đó là những gì chúng tôi phải làm. Nếu hạ Wolves, Man City sẽ thu hẹp khoảng cách xuống 2 điểm và gây áp lực cho Arsenal, đội đại chiến với Man United ngay sau đó. Nhưng Guardiola khẳng định không quan tâm tới kết quả của Arsenal và chú trọng cải thiện phong độ. Khi được hỏi về khả năng bảo vệ ngôi vô địch, ông đáp: "Không có cơ hội nào. Nếu Man City tiếp tục thi đấu như những trận vừa rồi, Guardiola cũng bảo vệ Jack Grealish, Nathan Ake, Julian Alvarez, Manuel Akanji trước những chỉ trích về phong độ, đồng thời khẳng định không hối hận về quyết định bán Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko sang Arsenal hè 2022. Khi muốn rời đi, họ không thể ở lại câu lạc bộ." Guardiola nói: "Tôi chúc Jesus và Zinchenko những điều tốt đẹp nhất. Họ là những người tuyệt vời, giúp Man City rất nhiều. Tôi không bao giờ đẩy một cầu thủ rời đi. Đó là quyết định của câu lạc bộ và chính họ." Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.